Bạn đã có bạn thân khác giới, bạn đang muốn tiến tới một mối quan hệ tình cảm nhưng luôn bị khước từ, thì xin chúc mừng bạn, không ai cứu được bạn đâu. Friendzone là một trạng thái quan hệ không màu, không mùi, không vị, không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố khách quan, nhưng khi nạn nhân rơi vào thì khó lòng cứu khỏi. Tầng thứ nhất, cảm năng bạch cốt trắng. Của tình yêu ta kỳ vậy ta. Của tình yêu má. Đã rơi vào tầng thứ nhất thì bất nhập bất xuất, lộn trong 67-69 ngày sẽ tự động rơi xuống tầng thứ hai, mê hoặc thần công. Hồi trước đi, tớ với anh ấy cũng toàn ăn ở đây thôi. Bình thường á, anh ấy cũng tớ toàn cái gì cho tớ xong rồi cầm vào cho tớ ăn cơ. Ơ, sao trong hôm nay mặt cậu cứ xìu xìu thế? À không phải đâu, chẳng qua là... Bảo sao, mặt cậu xìu xìu giống như cái của anh ấy cũ tới. Đủ đi mẹ nó mất cả. Vào chơi rank với tớ đi. Nhưng mà tớ chơi kém lắm. Không sao, kém thì vào tớ gánh cho. Nhưng mà tớ chỉ có xe mô tô thôi. Ui giời ơi, mô tô cũng được. Hồi trước á, tớ đi xe đạp còn gánh được anh người yêu cũ nữa là. Dung này, nếu bây giờ tớ nói tớ thích. Ừ, tớ biết. Nhưng tớ nghĩ mình nên là bạn thì tốt hơn. À, đương nhiên tớ với cậu là bạn thân rồi. Tớ muốn nói là Thùy rủ tớ đi xem phim. Cậu thấy Thùy có được không? Cậu chán tớ rồi hay sao mà cậu phải đi chơi với nó? Hay là nó xinh hơn tớ? Hay là cậu có tình cảm với nó rồi? Không phải đâu, tớ chỉ có tình cảm với cậu thôi. Ừ, tớ biết. Nhưng tớ nghĩ mình nên là bạn thì tốt hơn. Thế, tớ đi xem. Cậu chán tớ rồi hay sao mà cậu phải đi chơi với nó? Hay là nó xinh hơn tớ? Ranh giới giữa tình yêu và tình bạn mỏng như cái màng bọc thực phẩm vậy. Đã rách rồi thì khó lòng vá lại được. Nhưng nếu không đâm thủng thì làm sao mà biết là màng thật hay màng giả được. Chỉ bằng đẩy láo một phen. Trong suốt khoảng thời gian làm bạn với cậu, tớ thực sự rất mến cậu. Tuy tớ không bằng được người yêu cũ của cậu, nhưng có lẽ tớ nghĩ tớ sẽ có thể mang lại được hạnh phúc cho cậu. Dung ơi, cậu làm người yêu của tớ nhá. Ai khóc nỗi đau này. Tải ngay Zing Speed Mobile trên App Store và Google Play, hoặc truy cập www.zingspeedm.vn. Zing Speed Mobile, tốc độ bộc lộ kỹ năng.